Ok, và hai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hình như mình mới thấy chị Cá Mui mới đứng trên đầu mình đúng không ta? À, chị Cá Mui, chị Cá Mui. Ok, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video gọi là một cái video mà bắt cua kể chuyện anh em ơi. Thì trong tập trước, sau khi mình kể về cái câu chuyện làm YouTube của mình á, thì có rất là nhiều bạn bình luận ở bên dưới và mình đã phát hiện ra một cái bình luận như thế này. À, lộ rồi nha, thì ra anh làm YouTube chỉ kiếm tiền thôi đó hả? Vậy là tất cả các YouTube khác làm YouTube cũng quay chỉ vì tiền. Mọi người đừng like cho các YouTube nữa, chỉ tổ làm nhức mắt chúng ta thôi. Đó, cái bình luận phía trên này anh em. Đó, thì cái bình luận của bạn này mình sẽ che tên với lại avatar của bạn đó lại, bởi vì mình không muốn bio miễn phí anh em ơi. Mình chỉ để cái bình luận anh thôi. Thì bạn này bạn đó bảo mình là hả? Cái bình luận của bạn ấy bảo là hóa ra là anh chỉ làm YouTube chỉ vì tiền thôi hả? Và các YouTuber khác cũng làm chỉ vì tiền thôi hả? Và các bạn ấy chỉ trích kêu là hãy đừng like, đừng subscribe gì cả, bởi vì bọn mình làm cho nhức mắt bạn ấy. Ok, thì mình sẽ nói về cái vấn đề là làm YouTube chỉ vì tiền hay là đam mê. Ok, mình sẽ làm về vấn đề đó. Thì hôm nay mình tiếp tục một cái bắt cua kể chuyện. Hiện tại mình đang chơi map của bạn Kyron Nguyễn. Đó, bạn này là một cái bạn fan cứng của Hero Team anh em ơi. Bạn này xây map cho Hero Team cực kỳ nhiều và cực kỳ đẹp luôn. Hả? Ok, và chúng ta bắt đầu thôi. Đặc biệt danh của bạn ấy là Hero luôn nè. Ờ đúng rồi, đặc bạn ấy thì biệt danh của bạn đó là Hero Kyron Nguyễn luôn đó. Ok, thì mình sẽ làm về cái vấn đề này. Thì chúng ta không dài dòng nữa mà chúng ta sẽ vào luôn. Thì sau khi đọc xong cái bình luận của bạn này á, thì các bạn sẽ nghĩ là mình sẽ rất là buồn. Mình sẽ rất là buồn luôn. Nhưng không phải, mình cảm giác sao ta? Mình cảm giác rất là kiểu mắc cười anh em ạ, chứ không phải là buồn. Các bạn biết lý do tại sao mình mắc cười không? Bởi vì là các bạn này, bạn ấy bình luận một cái câu mà mình không tin được là bạn ấy bình luận như vậy luôn á. Vì các bạn thấy sao không? Là YouTube, mình hỏi thật nha. Có bạn nào nghĩ là YouTuber họ làm về đam mê hay là họ làm vì tiền không? Các bạn nghĩ đi. Thì mình sẽ nói thật với anh em luôn á, là trên đời này á, ai cũng làm YouTube, ai cũng phải có một cái niềm đam mê thì họ mới có thể làm YouTube được. Bởi vì là làm YouTube nó rất là khó anh em ơi. Nó khó ở đâu? Khó là bởi vì các bạn phải kiên nhẫn. Những cái thời gian đầu rất là khó khăn. Và việc các bạn làm á là các bạn phải có đam mê thì các bạn mới có đủ kiên nhẫn để các bạn có thể làm được. Và có một thời gian thì bắt đầu bọn mình sẽ phải làm thêm, vì thêm một cái nữa, chính là làm vì thêm tiền nữa nè. Thì lý do tại sao mà mình lại nói như vậy, bởi vì các bạn phải nghĩ là đam mê thì đam mê, nhưng mà một khi các bạn đam mê á và các bạn không kiếm ra được tiền á, thì các bạn sẽ lấy cái gì để các bạn nuôi đam mê của các bạn? Các bạn phải hiểu á là bọn mình là YouTuber, nhưng mà bọn mình cũng giống như các bạn thôi, cũng chỉ là những con người bình thường thôi, cho nên bọn mình cũng phải cần tiền. Chứ đâu phải là YouTuber là không cần đóng tiền điện nữa các bạn. Đâu có YouTuber đâu phải là YouTuber là không cần đóng tiền điện đâu. YouTuber cũng cần phải đóng tiền điện, cũng cần phải đóng tiền mạng, cũng cần phải đóng tiền nước. Bởi vì bọn mình cũng chỉ là những con người bình thường thôi. Cho nên là khi mà làm YouTube á, đối với bọn mình á, nó là một công việc vì đam mê. Tiếp theo đó, nó cũng là một công việc để cho bọn mình kiếm tiền. Và tiền ở đây chính là cái tiền mà bọn mình sẽ sử dụng nó để bọn mình tiếp tục nuôi sống cái đam mê của mình. Bọn mình tiếp tục làm tiếp cái đam mê của bọn mình. Còn nếu các bạn nghĩ là nếu như mà các bạn không cần tiền á, thì mình thử hỏi rồi, nếu mà may là các bạn không cần tiền á, thì may là các bạn lớn lên, các bạn sẽ làm, sẽ sống như thế nào nếu như các bạn không có tiền, đúng không nào? Thì bởi vậy cho nên là rất là nhiều bạn kiểu, thật ra mình biết là các bạn hỏi mình câu hỏi, nói mình cái câu như thế này nè, là các bạn đó không có ý xấu đâu, chỉ là các bạn đó cảm giác như là kiểu tưởng rằng là bọn mình làm chỉ vì tiền, là bọn mình là người xấu. Thật ra thì tất nhiên, nhưng mà không phải ai làm vì tiền cũng là xấu cả, các bạn hiểu không? Làm vì tiền á, chừng nào mà làm về bằng làm tiền mà kiếm những cái đồng tiền bằng cái việc mà trộm cắp hoặc là đi ăn cướp đồ á thì nó mới xấu. Còn đối với những YouTuber bọn mình á, bọn mình đi làm, bọn mình kiếm tiền, bọn mình làm YouTube, bọn mình đâu có lừa ai đâu. Bọn mình làm YouTube á là bọn mình phải sử dụng bằng chất xám của bọn mình. Các bạn hãy thử nghĩ đi, bây giờ nè, mình làm YouTube á, mình quay video cho các bạn xem, thì mình sẽ phải làm cái gì? Mình sẽ phải đóng tiền điện nè, mình sẽ phải đóng tiền wifi nè, mình sẽ phải đóng tiền nhà nè, đó, đóng tiền nước nè, các kiểu. Đó, nước để làm gì? Nước để sinh hoạt hàng ngày. Mình livestream xong mình nóng nực, mình làm YouTube mình là quay video xong mình nóng nực, mình phải đi tắm. Tất nhiên chúng ta phải cần tiền, đúng không? Để đóng tiền nước. Tiếp theo nữa là gì? Tiền điện. Là chẳng lẽ các bạn quay video bằng máy tính mà mấy tháng trời các bạn không đóng tiền điện thì điện đâu các bạn, bật máy tính là các bạn quay, đúng không? Tiếp theo nữa là tiền mạng internet. Các bạn muốn chơi game, các bạn muốn lên mạng, các bạn muốn vào YouTube thì các bạn phải có wifi. Mà wifi thì tất nhiên wifi làm sao để có wifi? Đó chính là phải đóng tiền để có wifi các bạn xài. Mà một khi mà nó làm YouTube thì điện và wifi đó chính là hai cái cần thiết nhất.
Mà bây giờ mình còn không có tiền luôn thì làm sao mà mình có thể làm YouTube, đúng không? Các bạn biết sao? Mình không có gì phải xấu hổ khi mình nói ừ tôi làm cái này vì đam mê nhưng mà cũng có vì tiền. Đó, nhưng mà các bạn biết sao? Có gì phải xấu hổ? Bởi vì là mình làm YouTube, đâu phải là mình làm YouTube là mình lên mình lừa đảo các bạn hay là gì đâu. Mình sử dụng bằng chất xám của mình. Mình sử dụng bằng chất xám của mình, mình nghĩ ra kịch bản. Mình nghĩ ra kịch bản, mình phải dành ra thời gian của mình để mình set up map, mình trang trí map, rồi mình vào mình soạn thêm kịch bản, mình soạn lời thoại các kiểu. Rồi sau đó bọn mình dành ra những cái thời gian, thay vì cái thời gian bọn mình đi chơi đi đồ, bọn mình dành thời gian của mình ngồi trong máy tính, bọn mình phải nghĩ kịch bản, bọn mình quay video cho các bạn xem. Thì đó là công sức của bọn mình, và bọn mình kiếm tiền bằng chính công sức của bọn mình, chứ bọn mình không hề ăn trộm ăn cắp hay là lấy của một ai cả, bởi vì đây là chính là tiền mà do công sức mình làm ra. Thì tiền do công sức mình làm ra thì có gì là xấu? Và bọn mình làm YouTube vì tiền, đúng, tất nhiên là đúng rồi, làm vì tiền. Chứ các bạn thử nghĩ, bây giờ mình hỏi thật nha, bây giờ các bạn đi hỏi tất cả các YouTuber ở đây đi, mình nói thật các bạn luôn, những YouTuber mà nhỏ kiểu như là 1-2 ngàn subscribe mà không nói, bởi vì cái thời điểm đó họ chưa kiếm được tiền, thì họ có thể nói rằng là họ làm vì đam mê, ok được. Nhưng mà bạn thử hỏi những cái YouTuber mà lớn đi. Bạn thử hỏi những cái YouTuber mà lớn đi, cỡ như là anh Siro hay Hùng Akira đi. Các bạn thử hỏi đi. Mà nói thật các bạn luôn á, là các bạn hỏi ai, hỏi các bạn phải hỏi những cái người nào mà họ thật thà. Các bạn hỏi Hùng Akira hay là anh Siro, anh Siro là anh ấy cực kỳ thật thà luôn. Các bạn thử hỏi ảnh đi, các bạn lên livestream các bạn hỏi là anh Siro anh có làm YouTube vì tiền không? Các bạn, mình cá chắc là anh Siro sẽ bảo là có luôn đó. Mà các bạn hỏi Hùng Akira cũng vậy, chắc chắn Hùng Akira cũng sẽ kêu là có luôn. Bởi vì cái này á là đồng tiền cho chính công sức bọn mình làm ra, chứ không phải là bọn mình đi ăn trộm ăn cắp của ai mà bọn mình phải sợ, đúng không? Bởi vì mình biết chắc một điều rằng á là YouTuber á, khi mà họ kênh họ đã quá lớn rồi á, thì họ cần phải có kiếm được doanh thu, họ cần phải kiếm được tiền để họ nuôi cái kênh của họ. Chứ bây giờ các bạn nghĩ là các bạn không có tiền á, thì tiền đó các bạn đóng wifi, tiền đâu mà các bạn đóng tiền mạng, tiền điện để các bạn có thể làm YouTube. Đam mê là một chuyện, nhưng mà một khi không kiếm được tiền từ cái đam mê á, thì đừng bao giờ mà đam mê nữa. Có rất nhiều bạn bảo mình là trời ơi, tôi chơi game là vì đam mê thôi, chứ tôi không có thèm gì tiền đâu, như mấy người đâu, các kiểu. Các bạn đừng nên nói chơi game với lại là đam mê làm YouTube về game, cái đó hai hoàn toàn khác nhau. Đam mê là như thế nào? Đam mê là mình chơi game, nhưng mà cái việc chơi game của mình là để mình kiếm ra tiền. Còn cái việc mà mấy bạn nói là các bạn làm không vì tiền mà các bạn chơi game chỉ vì các bạn đam mê á, đó chính là các bạn đang bị nghiện game. Các bạn đang nghiện game, các bạn chỉ biện hộ cho cái việc nghiện game của các bạn rằng là các bạn kêu là ừ tôi không hề nghiện game mà tôi chỉ chơi game vì đam mê đó. Nhưng mà các bạn không kiếm được đồng nào cả, cái đó là các bạn nghiện game chứ không phải là các bạn đam mê. Đam mê gì? Đam mê là chúng ta đam mê một cái công việc có ích, và cái đó là cái niềm đam mê chúng ta làm ra, chúng ta phải có được lợi ích từ cái đam mê của chúng ta đó. Mình nói thật các bạn là những cái bạn nào mà nói là không cần tiền thì đi, mình nói thật các bạn nha, trên đời này á tiền không phải là tất cả. Tất nhiên tiền không phải là tất cả, nhưng một khi các bạn không có tiền á thì các bạn sẽ không có tất cả luôn, mình nói thật. Rồi các bạn thử nghĩ, nếu như các bạn không có tiền nè, rồi lỡ các bạn bệnh hoặc là gia đình các bạn bị bệnh, thì tiền ở đâu? Các bạn lấy cái gì để các bạn có thể mà đưa chăm sóc sức khỏe cho gia đình, cho bản thân các bạn? Tất nhiên là các bạn phải có tiền. Và bọn mình làm YouTube đam mê là một, nhưng mà cũng phải kiếm tiền nữa, bởi vì phải có tiền thì mới có quyền đam mê, còn không có tiền thì đừng nhắc đến chuyện đam mê, các bạn hiểu không? Đó, thì mình nói cái này á là để mình trả lời cái câu hỏi của những cái bạn nào mà hỏi mình là anh làm vì tiền hay là gì, thì mình chỉ làm cái clip này để mình trả lời thôi. Thì những bạn nào mà anti fan mà sau khi coi cái clip này mà không thích mình giải thích thôi, thì mình cũng không nói gì. Còn những bạn nào mà hiểu cho những YouTuber bọn mình á, thì mình rất là cảm ơn các bạn đã hiểu, bởi vì là các bạn đã ủng hộ bọn mình rất là nhiều và có thể giúp cho bọn mình nuôi sống được cái đam mê YouTube của bọn mình. Rất cảm ơn các bạn. Thì nếu như mà các bạn nào mà thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên qua kênh YouTube các thành viên trong team Hero để đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nữa nha. Và nói chung là các bạn muốn mình làm tiếp cái series này thì mình sẽ làm, còn nếu các bạn nào mà muốn mình làm thêm những cái series nào khác thì các bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Ok, tạm biệt anh em. Yêu anh em phải nói. Bye bye.